Bên cạnh chuyện yêu đương với Phan Thành, Remy Trương còn được chú ý với tình chị em thắm thiết cùng Ngọc Thanh Tâm. Vốn quen biết nhau lâu năm, hai cô nàng vô cùng gắn kết, thường xuyên trêu đùa vui vẻ trên mạng xã hội. Thế nhưng mới đây chuyện đùa vui của hai ái nữ nhà giàu lại bị giật tít theo cách có phần kém duyên, khiến Remy Trương vô cùng bức xúc. Chuyện là Remy Trương boss bài trách nhẹ cô bạn thân Ngọc Thanh Tâm hứa hẹn ship kem chuối mà đợi hoài chẳng thấy đâu. Đợi ăn kem chuối của bếp cô Ngọc Thanh Tâm mỏi mòn, nhưng tạm tha thứ được vì chuối chưa chín. Remy Trương chia sẻ, ở story thứ hai, Remy Trương lại cho biết Thanh Tâm chuột lỗi bằng món bánh chuối hấp siêu ngon nên dù tăng 10kg cũng không sao. Kem chuối chưa có nhưng có bánh chuối hấp thơm thơm béo béo, ăn lên 10kg của Ngọc Thanh Tâm thì cũng tha thứ được. Cô viết, vốn là đôi bạn thân, việc làm đồ ăn cho nhau là chuyện bình thường ở huyện của Remy Trương và Ngọc Thanh Tâm. Thế nhưng lời nói đùa của nàng Ricky lại bị biến hóa và quy chụp rằng cô nàng đã lên 10kg, thậm chí tác giả bài viết còn dùng những từ ngữ khiếm nhã như ba chấm heo để nói về cân nặng của Remy Trương. Trước tình huống này, cô nàng đã nhanh chóng chụp lại bài viết trên, chia sẻ lại trên story kèm vài dòng bức xúc. Ai là tác giả giật tít bài này có thấy mình bị vô duyên không? Đó giờ mình ít khi lên tiếng mấy vụ giật tít về mình, nhưng cái này thật sự quá vô duyên. Không những vậy, khả năng đọc hiểu tiếng Việt của tác giả còn có vấn đề. Hôm qua mình khen bánh chuối bạn mình làm ngon, dễ lên cân, chứ có nói là mình đâu nhỉ. Chắc ai đọc vào cũng hiểu là mình đang khen bánh mình làm, ngoại trừ một người là tác giả bài này. Đây là lần hiếm hoi Remy Trương bày tỏ thái độ trước sự kém duyên và quy chụp từ phía dân tình. Thời gian qua, cô nàng cũng đã khiến nhiều người tò mò về việc bầu bí khi thường xuyên đăng tải ảnh em bé. Đáng nói, gu ăn mặc của Ricky cũng đã chuyển sang những trang phục rộng rãi. Remy Trương tên thật là Trương Minh Xuân Thảo, sinh năm 1992, là con gái của bà Võ Thị Xuân Trang, hiệu trưởng Trường Phát triển Cá nhân và Đào tạo Tài năng John Robert Bauer Việt Nam. Ngôi trường được mệnh danh là chỉ dành cho con nhà giàu. Bà Xuân Trang còn là giám khảo của nhiều cuộc thi Hoa hậu tại Việt Nam. Vì có mẹ là một nhà giáo nên từ lúc 15 tuổi, Remy Trương đã được mẹ dạy về cách giao tiếp, ứng xử thanh lịch và cách xây dựng hình ảnh. Bắt đầu từ năm 16 tuổi, cô nàng được đào tạo về kỹ năng trình diễn sân khấu và xây dựng hình ảnh cá nhân tại John Robert Power Manila, Philippines, Bangkok, Thái Lan và New York, USA. Sau này, Remy Trương trở thành gương mặt tiêu biểu của ngôi trường, theo chân mẹ xuất hiện trong hậu trường của các cuộc thi Hoa hậu ở Việt Nam và trên thế giới. Năm 2017, Remy Trương giữ vai trò quản lý tài chính của cuộc thi Hoa hậu Đại dương Việt Nam và hỗ trợ hết mình cho cuộc thi Hoa hậu Hoàng Vũ. Remy Trương sở hữu gương mặt khả ái, từng giành được rất nhiều giải thưởng sắc đẹp như Top 10 Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh 2012, Người đẹp khả ái và Người đẹp ảnh Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh 2012. Ngoài ra, Remy Trương còn là mẫu ảnh và beauty blogger với kênh YouTube và website mang thương hiệu của chính mình. Và cũng giống như nhiều tiểu thư lá ngọc cành vàng khác, Remy Trương cũng mê túi hiệu như ai. Cô nàng sở hữu nhiều chiếc túi thuộc thương hiệu nổi tiếng. Thêm nữa, Remy cũng rất mê du lịch. Trên trang cá nhân của mình, cô nàng không ngần ngại check-in ở những nơi mình đã đi qua với những địa điểm như Hàn Quốc, Đài Loan, New York, Singapore, Hy Lạp, v.v. Sau đám cưới rình rang nhất nhì xã thành với loạt siêu xe trăm tỷ chạy ngoài đường và hôn lễ siêu hoành tráng hồi tháng 1 vừa qua, cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ tổng giám đốc Phan Thành và Remy Trương vẫn luôn nhận được không ít sự quan tâm từ cộng đồng mạng. Trước đó, Remy Trương cũng từng khiến dân tình suýt xoa, ghen tị bởi khoảnh khắc khoe chiếc ban công lộng gió, view bờ sông cực chill. Có vẻ như đây mới chính là tổ ấm của cô và thiếu gia Phan Thành. Hai vợ chồng dọn ra riêng trong căn hộ cao cấp ở quận nhà giàu sau khi kết hôn.